Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, vừa qua, các công tố viên ở Đức cho biết họ đang nộp đơn xin tịch thu hơn 720 triệu euro, khoảng 790 triệu đô la Mỹ từ tài khoản ngân hàng Frankfurt của một tổ chức tài chính Nga. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này tiết lộ với Reuters rằng tổ chức nêu trên là Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia NSD, cơ quan thanh toán nội địa thuộc sở hữu của Moscow Exchange. NSD đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính của Nga với tư cách là trung gian với thị trường quốc tế. Sau khi được hỏi về kế hoạch của Berlin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi các nhà lãnh đạo Đức là kẻ trộm, cho rằng họ đã học theo Washington. Ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo ở Tunis, họ từng ăn trộm theo nghĩa chính trị, phá vỡ các thỏa thuận, lừa dối ai đó, nhưng giờ đây họ đang ăn trộm theo nghĩa trực tiếp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov cho biết Moscow cũng sẽ đáp trả tương xứng nếu EU chuyển lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine. Cụ thể, ông Anton Siluanov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24, chúng tôi có nhiều tài sản bị phong tỏa trong các tài khoản loại C ở Nga. Con số này không nhỏ và lợi nhuận từ việc sử dụng các tài sản đó cũng đáng kể. Chúng tôi có thể sử dụng chúng nếu các đối tác không thân thiện có động thái tương tự. Tài khoản loại C là nơi lưu giữ tài sản phong tỏa của người nước ngoài ở Nga. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết số tiền trong tài khoản loại C ở Nga vượt 280 tỷ rúp, hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Bình luận được Bộ trưởng Nga Siluanov đưa ra sau khi Liên minh châu Âu EU đề xuất chuyển lợi nhuận từ khoảng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga, ước tính khoảng 16 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trước đó, tờ Financial Times đưa tin rằng không phải tất cả các thành viên EU đều ủng hộ việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng để tái thiết Ukraine. Nhưng hiện sáng kiến này đang thu hút được sự chú ý của các quốc gia G7. Vì Mỹ và EU đã không đảm bảo được gói hỗ trợ tài chính mới cho Kiev. Theo nguồn tin trên, Pháp, Đức và Italy vẫn cực kỳ thận trọng về ý tưởng này và một số quan chức EU lo ngại có thể bị trả đũa từ Moscow nếu tiền của Nga bị tịch thu. Tờ báo trích dẫn một tài liệu của Ủy ban châu Âu cho biết khoảng 260 tỷ euro, 285 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phong tỏa ở các nước G7, EU và Úc vào năm ngoái. Khoảng 210 tỷ euro, 230 tỷ đô la Mỹ, dự trữ của Nga được giữ ở EU, bao gồm 191 tỷ euro ở Bỉ và 19 tỷ euro ở Pháp. Thụy Sĩ nắm giữ khoảng 7,8 tỷ euro, tiếp theo là Mỹ với 5 tỷ đô la Mỹ. Một quan chức châu Âu nói với Financial Times rằng EU có nhiều thứ để mất hơn, bởi vì không giống như Mỹ, EU nắm giữ phần lớn tài sản của Nga. Việc tịch thu khối tài sản dự trữ của Nga sẽ vượt quá giới hạn, khi các quốc gia như Trung Quốc hoặc Ả Rập Xê Út thấy rằng tài sản có chủ quyền nắm giữ bằng tiền tệ phương Tây có thể không an toàn. Dự trữ ngoại hối của Bắc Kinh có ước tính vượt quá 3.000 tỷ đô la Mỹ và Riyadh có hơn 410 tỷ đô la Mỹ. Vừa qua, Mỹ, quốc gia chưa bao giờ công khai ủng hộ việc tịch thu, đã có lập trường cứng rắn hơn trong những tuần gần đây, nói với các nước thành viên G7 rằng có một lộ trình để việc tịch thu tài sản của Nga phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm tài trợ cho Ukraine. Financial Times trích dẫn một tài liệu của chính phủ Mỹ đệ trình lên Ủy ban G7 cho biết các thành viên của nhóm và các quốc gia bị ảnh hưởng đặc biệt khác có thể tịch thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga như một biện pháp đối phó để buộc Moscow chấm dứt kế hoạch quân sự ở Ukraine. Tâm lý căng thẳng trở thành kẻ thù giấu mặt làm ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của các binh sĩ Ukraine giữa lúc xung đột với Nga còn kéo dài. Nhà trị liệu tâm lý Ole Hukovsky, người gia nhập quân đội Ukraine khoảng 6 tháng sau khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đang điều hành một nhóm hỗ trợ tâm lý cho các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới Biệt động số 67 tại thị trấn Liman. Các lớp hỗ trợ bao gồm lý thuyết tâm lý cơ bản và các kỹ thuật đối phó căng thẳng như bài tập thở, trong khi hàng chục binh sĩ tham dự buổi trị liệu sẵn sàng trả lời các câu hỏi và đề xuất. Ông Hukovsky hiểu rằng bản thân chỉ có thể làm hết sức trong thời gian cho phép. Hãng tin Reuters dẫn lời bác sĩ Hukovsky, bất kỳ sự can thiệp nào của chúng tôi cũng chỉ có thể ổn định phần nào tâm lý cho binh sĩ. Họ không thể phục hồi hoàn toàn. Điều đó là không thể trong điều kiện làm việc hiện tại của chúng tôi.
nhiều binh sĩ sau khi được hỗ trợ tâm lý sẽ quay trở lại chiến đấu. Tuy nhiên, một số trường hợp nghiêm trọng sẽ được đưa tới điều trị tại các trung tâm phục hồi nằm cách xa tiền tuyến. Đây cũng là vấn đề ngày càng nghiêm trọng trong quân đội Ukraine, bởi nhiều người tham gia quân đội Ukraine với tư cách tình nguyện viên, nên họ không có sự chuẩn bị để đối mặt những trận chiến khốc liệt dưới sự tấn công từ pháo binh, súng cối và máy bay không người lái UAV. Quân đội Ukraine đang cố tuyển thêm người làm nhiệm vụ hỗ trợ tâm lý cho binh sĩ trên tiền tuyến. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng và số binh sĩ đang phải điều trị tâm lý không được tiết lộ vì đây được xem là bí mật quân sự. Reuters đã phỏng vấn 13 người tham gia hỗ trợ tâm lý và 4 binh sĩ Ukraine đang điều trị từ vài ngày cho tới hàng tuần tại trung tâm phục hồi do bị chấn thương nặng hoặc mất chi. Họ đã nói về sự mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi và tội lỗi cùng tình đồng đội khiến họ có ý thức phải nhanh chóng trở về đơn vị chiến đấu. Ông Hukovsky nói, 45 ngày là khoảng thời gian quan trọng mà một người lính có thể trụ lại trên tiền tuyến và có cơ hội giữ được tinh thần khỏe mạnh. Nhưng hiện tại, các binh sĩ có thể bị triển khai với thời gian lâu hơn, khiến họ phải chịu nhiều chấn thương tâm lý và mệt mỏi khi chiến đấu. Tình trạng mệt mỏi và khó chịu trên chiến trường được phản ánh rõ nét tại thủ đô Kiev của Ukraine, nơi bất đồng của nhiều nhà lãnh đạo đã được bày tỏ công khai trong thời gian gần đây. Tổng thống Ukraine Zelensky vào tháng 11 công khai phản bác đánh giá của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho rằng xung đột Ukraine đã tới hồi bế tắc. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cũng nhiều lần công kích nhà lãnh đạo Zelensky, nói rằng ông nắm quá nhiều quyền lực. Ở tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine, xung lực của quân đội Ukraine đã giảm mạnh và UAV đã trở thành một vũ khí sống còn. Các UAV giúp lính Ukraine quan sát và cầm chân quân đội Nga khi các binh sĩ Ukraine tiến hành nhiệm vụ vừa khó nhọc vừa nguy hiểm là giả phá bom mìn và củng cố những vùng lãnh thổ họ vừa tái chiếm được. Tuy nhiên, quân nhân Ukraine ở đó phàn nàn rằng quân đội Ukraine quá chậm chạp trong huấn luyện các trắc thủ UAV. Konstantin Denisov, một quân nhân Ukraine, cho biết mất tới 7 tháng để hoàn thành thủ tục giấy tờ liên quan đến nhiều cơ quan chính phủ cho việc huấn luyện 75 quân nhân. Denisov nói, chúng tôi lãng phí thời gian chẳng để làm gì. Chỉ huy Ukraine ở nhiều nơi than phiền về tình trạng không có đủ quân hoặc có nhiều trì hoãn trong việc sửa chữa UAV, khiến cho hoạt động tác chiến bị xáo trộn. Trong đợt phản công vào mùa hè, quân đội Ukraine đạt được xung lực nhất định ở mức hạn chế. Tuy nhiên, xung lực đó hiện nay đã chậm lại ở tất cả các nơi, từ khu vực rừng rú Đông Bắc đến các trung tâm đô thị ở miền Đông, rồi tới cả vùng đất nông nghiệp phía Nam. Trong bối cảnh Nga hy vọng giành quyền chủ động trong mùa đông này, Ukraine chủ động tập trung vào giữ chặt những vùng đất họ đang nắm giữ hiện nay. Theo những cuộc phỏng vấn với khoảng 6 viên tư lệnh dọc theo chiến tuyến dài giữa Nga và Ukraine. Bất chấp nền đất ẩm ướt và nhiều bùn lầy gây khó khăn cho di chuyển xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác, quân đội Nga đã củng cố lực lượng ở tỉnh Donetsk, nơi họ gần đây đẩy mạnh các cuộc tiến công quân sự. Parker, tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn cơ giới Ukraine gần Bakhmut, Atemov, nói, mục tiêu chính của chúng tôi trong mùa đông này là cố gắng giảm thiểu tổn thất sinh mạng. Quân đội đã chiếm trọn Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh kịch liệt. Ông Parker tỏ ra thực tế, phải làm rõ điều này, không thể lấy lại Donetsk hay Bakhmut trong mùa đông năm nay vì đối phương có quá nhiều binh lính. Giới phân tích cho rằng vào mùa đông này, Ukraine có thể phải từ bỏ thêm nhiều phần trong những lãnh thổ mà họ mới tái chiếm, dù rằng Nga có thể phải hứng chịu thương vong lớn để đổi lại những thành quả đó. Trang tin Avia Pro của Nga ngày 20 tháng 12 đưa tin, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã sử dụng UAV Lancet phá hủy xe tăng T-64BV của Ukraine. Cụ thể, UAV Lancet đã lao thẳng vào chiếc xe tăng, gây ra một vụ nổ mạnh, khiến tháp pháo xe tăng T-64BV nặng 6 tấn bị hất văng ra ở khoảng cách khá xa và rơi xuống cánh đồng. Pháo của xe tăng được cho là đã nạp đầy 36 viên đạn. Video ghi lại từ hiện trường cho thấy chiếc xe tăng bốc khói trước khi phát nổ và những cột khói đen bay lên trên cao. Vụ nổ khiến xe tăng bị phá hủy hoàn toàn. Sóng xung kích khiến nó bị bung đường ray, phần đáy và nóc xe bị đánh sập hoàn toàn. Phía Nga cho biết đã hạ được hoàn toàn kíp lái xe tăng gồm 3 người. T-64BV là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh mẽ nhất trong biên chế quân đội Ukraine.
Xe tăng này được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại như giáp phản ứng nổ Contact, pháo chính cải tiến tích hợp phóng tên lửa chống tăng, 9K120 Reflex, hệ thống kiểm soát bắn 1A45 ETIS và kính ngắm toàn cảnh TKN-4S. Được biết, Ukraine gần đây đã thành lập các lữ đoàn mới, bao gồm 5 lữ đoàn cơ giới, lữ đoàn 150, 151, 152, 153 và 154, cùng với lữ đoàn tăng số 5, nhưng cho đến nay vẫn trong tình trạng thiếu xe tăng và phải sử dụng các xe tăng cũ. Tuy nhiên, đây không phải là điều ngạc nhiên. Trong khi các xe tăng với sự cân bằng về tính linh động, khả năng bảo vệ và hỏa lực vẫn quan trọng, thì những thứ chi phối lớn nhất đến cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay là UAV, pháo và mìn. Lực lượng nào triển khai được nhiều UAV hơn, phóng được nhiều pháo hơn và đặt được nhiều mìn hơn, thì lực lượng đó sẽ có lợi thế phòng thủ. Lực lượng nào có thể bắn hạ nhiều UAV hơn, ngăn chặn đạn pháo của đối phương và dọn sạch các bãi mìn, thì lực lượng đó sẽ đạt được lợi thế tấn công. Chừng nào mìn, pháo và UAV vẫn chi phối chiến trường, thì việc các đội quân sử dụng xe tăng cũ hay mới không quan trọng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng từng công bố video cho thấy các đơn vị thiết giáp của quân khu phía Tây của Nga đã phá hủy một số cứ điểm của Ukraine ở khu vực Kupiansk. Theo video Bộ Quốc phòng Nga công bố, xe tăng quân đội nước này khai hỏa từ vị trí lộ thiên. Đoạn video sau đó chuyển sang cảnh các vị trí của Ukraine hứng đạn pháo từ xe tăng Nga. Xe tăng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự Nga ở Ukraine. Năm thứ hai xung đột Nga-Ukraine là thách thức đối với cả hai bên do máy bay không người lái UAV được triển khai rộng rãi. Điều này khiến cho việc tập kích bằng xe bọc thép có tính rủi ro cao. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc chiến tiêu hao, đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kyiv. Slovakia thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine.